Cả nhà ơi, hôm nay Hương Vị Quê Shop lên rất là nhiều bánh tráng ngọt mè ăn liền ha. Thì ở trong video này shop sẽ quay cho cả nhà mình xem. Đây là 5 thiên bánh tráng, là 5.000 cái mà shop vừa mới lên chiều nay nè cả nhà. Thì đây là một trong những cái loại bánh tráng rất là nổi tiếng của Bến Tre luôn. Thì đối với cái loại bánh tráng ngọt mè này nè cả nhà, thì hiện giờ shop đang bán một cái túi là 40 cái. Thì cả nhà mình thấy đây là bánh của shop vừa mới lên chiều nay nè. Đó, cả nhà mình thấy là trong cái bánh này có rất là nhiều mè luôn. Và đặc biệt là đối với cái loại bánh tráng của Bến Tre thì có thêm nước cốt dừa rất là ngon luôn. Thì khi đối với cái loại bánh tráng này thì shop đóng từng cái sấp như vậy là 10 cái cả nhà. Đó, thì đây nè, cả nhà mình thấy đây là một cái sấp 50 cái nè. Đó, thì đối với cái loại bánh tráng này á, mình rất là dễ bảo quản và vận chuyển. Là mình có thể để ở bên ngoài khoảng 2-3 tháng là mình sử dụng bình thường ha. Thì hiện giờ thì shop đang nhận được đơn hàng về bánh tráng ngọt mè rất là nhiều luôn cả nhà. Cả nhà có thể xem cái thông tin và hình ảnh và video của cái loại bánh tráng này từ website hươngvịquê.vn ha. Cảm ơn cả nhà.